Xin kính chào quý khán giả. Maldives vốn được mệnh danh là chốn thiên đường của biển đảo bởi cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhưng có sống ở chốn thiên đường nào đi chăng nữa thì giới lãnh đạo và người dân Maldives hẳn cũng không hạnh phúc cho được khi trước mắt họ là khoản nợ khổng lồ từ Trung Quốc. Báo Anvas của Maldives cho biết hiện món nợ với Trung Quốc mà Maldives đang phải gánh đã lên tới 1,5 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu liên quan đến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường hay sân bay. Từ khi chuyển giao chính phủ từ tháng 11 năm ngoái thì mối quan hệ giữa Maldives và Trung Quốc đang chịu sự kiểm soát gắt gao. Chính phủ mới tại Maldives cáo buộc chính quyền cũ đã vay nợ bừa bãi để rồi giờ đây nhiều đất đai của Maldives phải trao cho Trung Quốc dưới các hợp đồng cho thuê. Báo Arab News của Ả Rập Xê Út trích lời Ngoại trưởng Maldives cho biết chính phủ mới đang phải đối mặt với không ít khó khăn với những khoản vay mà không thể trả nổi của nhiệm kỳ trước. Giờ đây, họ đang muốn qua các kênh ngoại giao với Bắc Kinh để tìm ra một lời giải cho vấn đề này. Một quốc gia khác tại Nam Á là Sri Lanka mới đây cũng bày tỏ mong muốn tái đàm phán với Bắc Kinh về các khoản nợ. Sri Lanka đã phải trao quyền kiểm soát khu cảng chiến lược Hambantota của mình cho phía Trung Quốc dưới hợp đồng cho thuê 99 năm cũng vì không thể trả nổi các khoản nợ cho Bắc Kinh. Báo The Week của Ấn Độ cho biết Tổng thống Sri Lanka đã lên tiếng chỉ trích chính quyền cũ, khẳng định lấy một khu cảng chiến lược tối quan trọng về kinh tế để mà thế chấp, vay mượn là điều không thể chấp nhận được. Sri Lanka đáng nhẽ đã phải kiểm soát điều này. Nhưng liệu Sri Lanka hay Maldives có qua những con đường ngoại giao để mà thuyết phục được Bắc Kinh đưa ra một nhân nhượng nào đó với các khoản nợ quá hạn? Theo báo Economy Next của Sri Lanka, cũng chính tổng thống mới của Sri Lanka gần đây đã phải thừa nhận rằng nếu Ấn Độ, Nhật Bản, Australia hay các nước khác mà không đầu tư vào Sri Lanka thì rồi nước này sẽ lại phải một lần nữa tìm kiếm những nguồn vay mượn từ phía Bắc Kinh mà thôi. Hiện Sri Lanka vay nợ từ Trung Quốc lên tới khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng đây là một khoản tài chính khổng lồ mà một quốc gia có nền kinh tế bậc trung như là Sri Lanka không hề dễ dàng thay thế. Nhưng theo báo Telangana Today thì các quốc gia Nam Á phải nhận thức được rằng các khoản vay từ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc hoàn toàn không đến như là các khoản viện trợ. Trái lại, đó là các khoản vay không hề có nhân nhượng với những gói đầu tư phải đi kèm với cả nhân công và vật liệu từ phía Trung Quốc. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.